Phàm là kinh thì phải thỏa mãn 6 điều kiện cần thiết, gọi là 6 thành tựu. Thứ nhất là thành tựu về tín. Nếu quý vị tin được, có nghĩa là niềm tin đã thành tựu, mà tín có thành tựu thì mới có lợi ích. Nếu không tin thì chẳng có lợi ích gì. Lấy thí dụ như cơm mà chúng ta ăn, chúng ta tin rằng ăn cơm vào thì sẽ được no bụng, bằng không ăn thì chẳng no được. Pháp cũng vậy, tuy pháp đó có thể dẫn tới Phật quả, nhưng quý vị không tin, không tu thì pháp đó chẳng có hiệu quả gì đối với quý vị cả. Pháp chẳng phải nói suông, thực hành pháp mới là đạo. Quý vị phải thực sự tu hành y theo pháp mà tu tập. Như vậy mới có lợi lạc, quý vị có tin thì mới có sự thành tựu. Có được niềm tin thực ra cũng do nhiều nhân duyên khác hỗ trợ. Tôi nghe, từ ngữ này nói lên điều kiện cần thiết thứ hai, đó là sự nghe. Hay nói cách khác là thành tựu về nghe. Tôi nghe thì chữ tôi là chỉ tôn giả A Nan. Ngài tự xưng mình là tôi, nhưng chữ tôi ở đây có tính cách vô ngã, không hề có sự chấp trước là cái tôi viên dung, không bị trở ngại. Nó thấu suốt cả vạn sự vạn vật mà lại buông bỏ hết. Bởi vậy, nó mới đích thực là chân ngã của tự tánh. Cái tôi này không mang ý nghĩa đối ngoại như nói tôi và người khác. Nó là đối nội, đối với chính tâm sở của mình. Đây là cái tôi có trí huệ, cái tôi không điên đảo, cái tôi trong sự trạch pháp. Bởi có con mắt trạch pháp nên mới tới được trình độ thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. Làm sao mà có được con mắt trạch pháp? Chính là phải có thành tựu về tín và thành tựu về văn, nghe. Một thời này đã có hai sự thành tựu, có lòng tin, có ý muốn nghe, nhưng lại phải có một thời điểm để nghe, tức thời gian nghe bộ kinh Công Đức Bổn Nguyện của Đức Phật Dược Sư, mà cũng chỉ cả thời gian tôn giả A Nan kết tập kinh tạng. Từ ngữ một thời chính là sự thành tựu về thời gian. Quý vị có thể sẵn lòng tin, lại muốn được nghe, nhưng vì thời gian không ăn khớp chẳng hạn, quý vị không thể đến Kim Luân Thánh Tự để tham gia pháp hội giảng kinh thuyết pháp, mà phải ở nhà, thì giàu có niềm tin và muốn nghe, quý vị cũng không thể nào nghe được. Đó là vấn đề thành tựu về thời, một trong những điều kiện cần thiết để được nghe kinh. Bạc Già Phạm là một tên khác của Đức Phật. Từ ngữ này có 6 ý nghĩa. Quý vị muốn tìm hiểu kỹ càng về từ ngữ này thì có thể tra từ điển Phật học. Nếu không thì chỉ cần nhớ rằng đây là tiếng Phạn và chỉ Đức Phật. Từ ngữ Bạc Già Phạm ở đây biểu tượng cho sự thành tựu về chủ thể. Này, các điều kiện về tín, nghe và thời đã được thành tựu. Nhưng nếu không ai giảng kinh thì quý vị đâu có nghe được gì. Các thành tựu trên đều vô dụng nếu không có sự thành tựu về chủ thể, tức là người chủ thuyết pháp. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có ai nhớ 6 nghĩa của chữ Bạc Già Phạm này không? Một, đệ tử thưa, đệ tử chỉ nhớ được 4 nghĩa. Thượng nhân, cứ nói cho mọi người nghe đi, còn 2 nghĩa kia để người khác nói. Đệ tử, một nghĩa là tự tại, ngụ ý rằng Đức Phật ở nơi nào cũng thoải mái, không có phiền não. Thượng nhân, tự tại, giống như ông Trăng. Đệ tử, hoàn toàn khác. Thượng nhân, ông làm gì mà không tự tại, ông chạy đi đâu mà không ở đây tự tại. Đệ tử, con thường thường là hướng ngoại, truy cầu bên ngoài. Thượng nhân, được, nghĩa thứ hai là gì? Đệ tử, Bạc Già Phạm còn có nghĩa là danh xưng. Ý nói rằng ai ai cũng biết đến tên của Đức Phật, công đức hạnh nguyện và lòng từ bi của Ngài. Tất cả mọi người đều hay, đều biết. Nghĩa thứ ba là đoan nghiêm, tức là sự đoan chính, không có chút gì gọi là tà vậy, không có vọng tưởng. Tóm lại là rất trang nghiêm, rất chân chánh. Nghĩa thứ tư là xí thịnh. Ý nói rằng công đức của Ngài rất trang nghiêm, thật là viên mãn, có tính cách sáng rực, như một ngọn lửa phát ra ánh sáng vô cùng mỹ lệ. Rất hay, ai ai cũng muốn xem, muốn ngắm nhìn ánh sáng của ngọn lửa. Thượng nhân, trong số quý vị đây, có ai biết được ông ấy nói đúng hay sai chăng? 4 danh xưng về Đức Phật vừa nói có nằm trong 6 nghĩa của chữ Bạc Già Phạm không? Ai biết ông ấy nói sai, mau nói thử coi. Ông ấy nói đúng ư, quý vị hãy lên tiếng cho biết đi, chữ đó còn 2 nghĩa nữa. Tôi không cần gọi tên ai cả, người nào biết thì hãy mau mau nói ra. Nếu chẳng ai nói cả thì chứng tỏ rằng quý vị đã quên, không một người nào ghi nhớ hết. Quả huệ thì sao, có biết không? Quả huệ có một nghĩa là cát tường. Thượng nhân, còn gì nữa? Quả nhã có biết không? Quả nhã có một nghĩa là tôn quý. Thượng nhân, còn 4 nghĩa mà vừa rồi người ta đã giảng thì có đúng không? Quả nhã, một nghĩa gọi là trang nghiêm, nhưng huynh ấy nói là đoan chính. Cát tường, người Trung Hoa thích chữ cát tường lắm, nhất là người Quảng Đông,
Cứ mỗi lần sang năm mới, người ta chỉ nói như ý cát tường, như ý cát tường, muốn cát tường mà không chịu niệm Phật, chỉ đi kiếm nơi đánh mạc trược hoặc đến chỗ khiêu vũ. Quý vị muốn được cát tường thì quý vị phải niệm Phật, sống trong quy củ, theo đúng phép tắc. Đánh mạc trược ư, cát tường làm sao được, chỉ có thua bạc thôi, thua tới, thua lui, thua đến mất luôn cả cái quần này. Quý vị bảo như vậy là cát tường ư? Tôn quý, Phật là tôn quý nhất. Do đó muốn được tôn quý, chúng ta phải theo gương Phật, học tập tấm gương rất tôn quý, rất hoàn chỉnh của Ngài. Một tấm gương trong sáng, không còn tập khí, không còn vọng tưởng, tạp niệm, hoàn toàn vượt xa cảnh giới A-la-hán. A-la-hán như trong kinh Pháp Hoa mở đầu như sau. Tôi nghe như vậy, một thời Phật tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, cùng các vị đại tỳ kheo, 12.000 người đều là A-la-hán. A-la-hán là những vị đó, họ là những người đã dứt sạch lậu hoặc, chư lậu dĩ tận, dứt hết các điều xấu, các tập khí, liềm mọi vọng tưởng, thoát khỏi vòng sanh tử. Các ngài đã làm xong mọi việc mà họ phải làm, sở tác dĩ biện, hoàn thành mọi thứ, không còn hướng ra ngoài để mong cầu điều gì, bởi không rong ruổi tìm kiếm bên ngoài nữa nên mới dứt sạch các lậu hoặc. Lậu là thế nào? Như ham nói chẳng hạn, đó là lậu, thích nghe thanh âm cũng là lậu. Có người bảo tôi không nghe, tôi không nhìn, đâu có thể như vậy được, học Phật Pháp để đi tới chỗ không nghe không nhìn thì tôi không thể làm được. Bởi không làm được như vậy nên cho đến nay quý vị vẫn chưa thành Phật, vẫn còn hướng ra ngoài để tìm kiếm, không biết trở về, không thể hồi quang phản chiếu. Một khi đã dứt hết các thứ lậu thì lúc đó quý vị chẳng còn tham, chẳng tranh, chẳng mong cầu, chẳng ích kỷ, chẳng tự lợi, chẳng nói dối. Chừng nào quý vị còn tham là còn bệnh, còn tranh cầu, ích kỷ, tự lợi là còn bệnh, tình ái cũng là bệnh. Và bệnh nặng nhất chính là dục niệm. Khi dứt sạch lậu thì hết dục niệm, hết các ý nghĩ dâm dục, hết sự khát khao vọng tưởng, niệm gì cũng không còn. Bậc A-la-hán thì không có phiền não, vô phục phiền não, vì phiền não đã hết. Bậc A-la-hán đã tìm được lợi lạc cho chính mình, đã đắc kỷ lợi, đã có trí huệ chân chánh, tức coi như đã gặt hái được cái kết quả chân chánh của việc tu học Phật. Như tôi đã từng nói với quý vị, Phật chính là một vị đại trí huệ. Ai có trí huệ thì người đó sẽ không điên đảo, và người đó là Phật. Chừng nào quý vị còn điên đảo, tâm còn tham không biết chán, không bao giờ vừa lòng, luôn luôn tranh đua với người khác, chỉ biết ích kỷ tự lợi, thì quý vị không thể nói tới sự lợi ích của Phật Pháp được. Chỉ khi nào quý vị dứt hẳn lòng ham muốn ngoại vật như tiền bạc châu báu, rồi các thứ về sắc thanh hương vị xúc, khi tất cả các cảnh giới này đều không lay chuyển được mình, lúc đó quý vị mới thật sự hưởng lợi của chính mình, đã đắc kỷ lợi. Bậc A-la-hán đã thoát hết mọi thứ ràng buộc, tức là tận trừ hữu kết. Lúc này các tập khí đã hết, các thứ dây trói buộc không còn nữa nên hoàn toàn tự do. Trong cảnh giới này, tâm mới thực sự tự tại. Còn Phật thì sao? Địa vị của Phật còn siêu việt hơn nhiều lắm. Bởi vậy, Phật mới là tôn quý bậc nhất. Nếu chúng ta muốn học theo Phật, thì bước đầu phải học tính cách, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi. Chẳng phải là cứ nói, tôi không cái này, tôi không cái kia, nhưng đồng thời lại muốn lấy những thứ của người khác. Đó là quý vị đã dối người, dối mình. Quý vị thực sự không có tâm tranh ư? Quý vị sẽ để cho mọi sự diễn tiến một cách tự nhiên. Quý vị không tham ư? Quý vị cũng sẽ giữ một thái độ như vậy. Đến tình trạng không cầu thì có câu nói, đáo vô sở cầu, xứ tiện vô ưu, nghĩa là còn mong cầu thì còn ưu sầu, hết mong cầu thì chẳng còn gì phải ưu sầu nữa. Quý vị còn phải dứt bỏ tâm ích kỷ, tự tư, tức là không nghĩ riêng cho mình. Chuyện phiền phức trên thế gian này là do mọi người có tâm ích kỷ, mà ích kỷ phát sinh là vì dục niệm. Không ích kỷ còn bao gồm cả lòng không mong cầu và không còn vướng vào vòng yêu thương nữa. Không tự lợi là không tìm cái lợi riêng cho mình, không tìm cái khoái cảm riêng cho mình. Các thứ đó phải dứt bỏ hết. Nếu lại được hết các lỗi lầm kể trên thì quý vị sẽ thành Phật. 6. Ý nghĩa của từ bạc giả phạm quan trọng như vậy. Chúng ta là người học Phật phải nhớ cho kỹ, bằng không thì cũng như không nhận biết được Phật. Như quý vị quen biết một người nào, quý vị nhận biết diện mạo hình dáng bên ngoài của người đó, còn nhận biết cả giọng nói. Như vậy mới gọi là quen biết thực sự. Quý vị chẳng cần phải nhìn thấy tận mặt, chỉ cần nghe giọng nói của người đó là đã nhận ra ngay người quen. Nhận biết Phật cũng cùng một ý nghĩa như vậy. Nếu quý vị học Phật mà không ghi nhớ hết các nghĩa của danh từ bạc giả phạm
thì quý vị quả là kẻ học Phật một cách hồ đồ. Bởi vậy quý vị phải nhớ điều này, đặng lần sau khi được hỏi đến thì có thể trả lời được: quý vị xem, tôi đã mất nhiều hơi sức giảng cho quý vị mà quý vị lại quên hết như gió thoảng qua tai, thật là đáng tiếc biết bao. Bây giờ tôi giảng được chừng nào quý vị phải cố gắng ghi nhớ, lần sau nhất định tôi sẽ hỏi lại. Ai không trả lời được, tức là kẻ đó đã ngồi ngủ gục. Phật đi hóa độ các nước, đến thành Quảng Nghiêm, Ngài dừng lại dưới gốc cây âm nhạc. Phật giáo hóa các chúng sanh không phải chỉ giới hạn trong một nước, mà tại hết thảy các nước có duyên với Phật Pháp. Cũng như những chúng sanh ở một nước nào hữu duyên thì Ngài cũng tới đó để giáo hóa. Bởi vậy mới nói là du hóa chư quốc. Trên đường du hóa, Phật tới một thành phố lớn tên gọi là Quảng Nghiêm Vaisali. Ngài đã dừng lại tại một gốc cây âm nhạc, ngồi xuống trong thế kiết già và thuyết pháp cho đại chúng. Các từ ngữ thành Quảng Nghiêm dưới gốc cây âm nhạc nói lên ý nghĩa của xứ thành tựu. Phần trên chúng ta đã thấy những sự thành tựu về tín, văn, thời và chủ. Thành tựu về chủ tức là nói về chủ thể của sự giảng kinh. Tuy nhiên đã có người giảng kinh rồi thì lại cần phải có địa điểm giảng nữa. Cũng giống như nay giảng kinh dược sư mà không có giảng đường thì giảng làm sao được. Bởi vậy phải có yếu tố địa điểm, tức là nói về xứ thành tựu. Đoạn sau kinh văn nói đến các tỳ kheo và Bồ Tát, tức đề cập tới chúng thành tựu. Vậy là đã có chủ thể giảng kinh, có địa điểm, nay lại có người nghe kinh, Phật thuyết pháp. Mà nếu chẳng có ai nghe, Phật thuyết cho Phật nghe thì chẳng còn ý nghĩa gì. Tất phải có sự hiện diện của chúng sanh thì Phật mới có đối tượng thuyết pháp. Chúng sanh trong các pháp hội đều là những người có duyên với Phật Pháp. Như quý vị tới đây nghe kinh, chính là đã có sẵn nhân duyên rồi. Không có duyên thì dầu muốn tới cũng không tới được. Đừng tưởng đây là chuyện bình thường, kỳ thực nó không đơn giản như vậy. Chính quý vị đã từng gieo trồng căn lành từ bao nhiêu kiếp trước, nên nay mới có cơ hội mỗi ngày đến đây nghe kinh. Có điều chúng ta không nhận biết được điều đó mà thôi, bởi không hiểu duyên lành này. Nên có lúc quý vị sanh tâm lười biếng rồi lấy cớ rằng, à, sư phụ chưa tới, ta có thể chạy đi tiêu khiển chút xíu. Rồi thì từ đó chạy đi xem kịch, coi phim, đi nhảy đầm, đi uống rượu, mở party, phung phí sức lực vào những chuyện vô ích. Mỗi lần đến đây nghe kinh, một là quý vị được nghe pháp âm đủ khiến cho lòng vơi bớt những phiền não trần lao của thế tục. Hai là quý vị được thêm trí huệ, vì những gì kinh điển nói ra đều là trí huệ, đều là pháp bát nhã. Có người bảo rằng tôi hiểu kinh cũng khá lắm rồi, vậy hiểu thêm nữa không tốt hay sao? Quý vị sợ quá nhiều ư? Quý vị đến ngân hàng gửi tiền, có khi nào quý vị thốt ra câu: chương mục của tôi quá, nhiều tiền, nhiều quá thôi, nhiều quá thôi. Nhiều bao nhiêu đi nữa cũng chẳng ngại, càng nhiều càng tốt mà. Vậy có thêm trí huệ, biết thêm Phật Pháp chân chánh mà cũng ngại ư? Chẳng phải như vậy là điên đảo hay sao? Chẳng qua quý vị không biết suy tính, nên mới bỏ gốc mà tìm ngọn, bỏ cái trước mắt mà tìm cái xa vời, bỏ lỡ việc học hỏi Phật Pháp để uổng phí hết thời gian. Cùng với các vị đại bí xô đủ 8.000 vị, đại bí xô hay tỳ kheo là chỉ các bậc xuất gia, chữ đại ngụ ý rằng các vị này đều là bậc trưởng lão, là những tỳ kheo đã xuất gia từ trên 20 tới 30 năm. Không gọi bằng chữ lão là già, mà gọi bằng chữ đại vì họ là những bậc tỳ kheo lớn đầy đủ đức hạnh, trí huệ viên mãn, phẩm cách tuyệt vời. Tỳ kheo nguyên là tiếng Phạn, bao hàm ba nghĩa. Vị nào hay nghe kinh ắt đã được nghe nhiều lần ba nghĩa này: thứ nhất là khất sĩ, thứ hai là bố ma, thứ ba là phá ác. Một, khất sĩ chỉ người đi xin ăn, những người đi đến từng nhà để xin cơm ăn còn gọi là kẻ ăn mày. Nhưng khất sĩ thì không phải là hạng ăn mày bình thường, đi xin với một tâm hồn phân biệt không bình đẳng, hễ được cho nhiều thì vui thích, cho ít thì buồn phiền. Đối với khất sĩ thì khác, cho đồ ngon hay không ngon họ cũng chẳng chú ý, hoặc cho nhiều cho ít họ cũng không quan tâm, họ chỉ biết mang cơ duyên đến để mọi người được gieo phước. Ai cho thì người đó gieo nhân, và gieo nhiều nhân lành thì gặt hái nhiều phước. Họ chẳng khởi phiền não vô minh. Trên đường đi khất thực, mắt vị tỳ kheo không nhìn ngang nhìn ngửa hoặc quay đầu ngắm nghía, mà luôn giữ thái độ nghiêm chỉnh uy nghi theo đúng pháp túc cung trai. Đã là người xuất gia, mỗi khi đi ra đường cũng không thể ngó ngang ngó dọc, luôn luôn giữ cặp mắt nhìn xuống mũi, mũi chiếu xuống miệng, miệng thì quán tâm. Phàm thứ gì không đúng với lễ nghi thì mắt không nhìn, tai không nghe, miệng không nói, thân không vọng động. Khất sĩ đi khất thực trong sự yên lặng, không nói năng, chớ không giống như người ăn mày.
đến trước cửa nhà người ta thì nói những câu: "Thưa ông, thưa bà, phát tài, phát phúc", toàn là những từ ngữ tán dương khách sáo. Tỳ kheo đi khất thực thì không nói gì cả, ai bố thí thứ gì thì mang đi, không bố thí cũng vậy, trong tâm không có phiền não. Hai, bố ma là nghĩa thứ hai của chữ tỳ kheo. Vì tỳ kheo đoan nghiêm có chánh khí nên thiên ma trông thấy thì kinh hãi, các loại tà ma quỷ quái thì phải lánh xa. Tại sao vậy? Bởi vì chánh có thể hàng tà. Ba, phá ác là nghĩa thứ ba. Người thường rất khó phá trừ các tập khí xấu của bản thân, không giống như các bậc tỳ kheo là những người chuyên trị việc phá trừ tập khí, chuyên sửa các lỗi lầm của chính họ, cải sửa điều ác thành điều thiện, do đó họ được gọi là phá ác. Số đại tỳ kheo này tổng cộng là bao nhiêu? Trong pháp hội có tất cả 8.000 vị. 36.000 đại Bồ Tát, danh từ Bồ Tát cũng là tiếng Phạn và rất phổ biến tại Trung Hoa. Hai chữ này ai ai cũng quen thuộc, nhưng hỏi mọi người, kể cả trong hàng Phật tử, Bồ Tát là gì thì họ chẳng biết nói ra sao. Chúng ta phải nhớ rằng hai chữ Bồ Tát chính là chỉ một vị thánh trong Phật giáo Đại Thừa. Nói cho đủ thì đó là danh từ Bồ Đề Tát Đà, còn tiếng Anh là Bodhisattva, dịch nghĩa là giác hữu tình. Chữ hữu tình là chỉ chúng sanh, và Bồ Tát là một chúng sanh trong chín pháp giới, là một thánh nhân trong bốn pháp giới thánh. Giác hữu tình là ý nghĩa gì? Đó là ngụ ý rằng các vị này sử dụng trí huệ giác ngộ của mình để độ thoát các chúng sanh hữu tình. Phàm loại gì có khí huyết thì gọi là hữu tình, không có khí huyết thì gọi là vô tình. Như các giống thực vật tùy thuộc loại vô tình, nhưng chúng lại có tánh, bổn tánh, và chúng đều sanh ra và được nuôi dưỡng trong đại quang minh tạng của Phật. Bồ Tát gọi là giác hữu tình, nhưng cũng là một hữu tình giác. Tại sao nói vậy? Bởi Bồ Tát cũng là người như chúng ta, cũng là một chúng sanh, chỉ khác là Bồ Tát đã giác ngộ. Giác ngộ điều gì? Giác ngộ ý nghĩa, trừ ác bất tác, chúng thiện phụng hành. Các việc ác không làm, các việc lành thì làm. Một khi đã giác ngộ thì dụng công phá trừ tập khí, tu tập trí huệ vô thượng. Như vậy, đây là một vị giác ngộ trong giới hữu tình. Giác là đối nghịch với mê, nên Bồ Tát là một chúng sanh không còn mê muội. Vì bởi không còn mê muội nên trong hành động không còn vô minh nữa. Chúng ta bây giờ phàm làm việc gì cũng là hành động trong sự vô minh, bởi lý do chúng ta không có trí huệ chân chánh. Gặp việc là chúng ta không biết xử trí cách nào cho đúng. Tiến chẳng biết tiến, thoái chẳng biết thoái. Chúng ta không phải là kẻ đã tự giác, còn hàng nhị thừa thì đã tự giác rồi, hành động không còn hồ đồ nữa. Nhưng họ không dùng các pháp môn giác ngộ đó nói cho mọi người biết để tất cả đều được giác ngộ. Bồ Tát thì không những đã được tự giác, lại còn truyền bá trí huệ giác ngộ đó cho hết thảy mọi người, khiến cho những ai thực lòng mong ước giác ngộ đều có thể theo phương pháp đó mà đạt được kết quả. Vậy là Bồ Tát đã tự giác lại còn đi giác ngộ người khác, tức là tự giác giác tha. Tuy nhiên sự giác ngộ của Bồ Tát vẫn chưa tới chỗ viên mãn. Phật thì sao? Phật thì tự giác, giác ngộ chúng sanh. Sự giác ngộ của Phật lại đạt tới độ viên mãn, ba hạnh giác ngộ đều viên mãn. Do đó có câu tam giác viên vạn đức cụ. Cả vạn đức hạnh đều toàn vẹn, như vậy mới gọi là Phật. Chỗ này đừng nói về Bồ Tát, vậy nếu Bồ Tát vẫn giữ bước tiến tu thì cũng sẽ chứng được quả Bồ Tát đoạn giác, chỉ thua Phật một bậc. Hàng Bồ Tát cũng có nhiều bậc, có Bồ Tát sơ địa, Bồ Tát nhị địa, tam địa, tứ địa, cho đến Bồ Tát thập địa. Bồ Tát thập địa gọi là Bồ Tát đẳng giác. Đẳng là ngang hàng, ý nói ngang với độ giác ngộ của Phật, nhưng so địa vị thì không bằng Phật. Trong pháp hội của Đức Phật Dược Sư có các hàng Bồ Tát như trên, gọi là Đại Bồ Tát hay Maha Tát. Gọi là Đại, tức chỉ nguyện lực lớn, trí huệ lớn, công phu tu hành và đạo nghiệp đều lớn. Số Bồ Tát đó trong pháp hội là 36.000 vị. Các quốc vương đại thần, một số quốc vương cũng có mặt trong pháp hội. Họ là vua một nước, lo việc trị vì để mang lại hạnh phúc cho toàn dân. Bên cạnh có các vị đại thần, họ là những người phụ tá của vua để lo việc trị nước. Bà La Môn, Bà La Môn là một giai cấp quý tộc ở Ấn. Nước Ấn Độ có 4 giai cấp, 2 giai cấp tôn quý và 2 giai cấp hạ tiện. Bà La Môn theo pháp tu khổ hạnh, ăn chay, nhưng họ cầu sanh về cõi trời, tâm tham hãy còn, tâm sân chưa hết, tâm si và vọng tưởng cũng chưa hàng phục được. Họ chỉ là những người tu khổ hạnh thanh tịnh, đại loại giống như hàng đạo sĩ ở Trung Hoa,
Tuy hình tướng chẳng giống nhau nhưng tôn chỉ tu hành chẳng sai khác. Bà La Môn chính là những người tu ngoại đạo tại Ấn Độ. Trong hàng Bà La Môn cũng đã có khá nhiều người đạt được công phu đáng kể. Cư sĩ, đây là một danh xưng dùng trong việc xưng hô. Người khác xưng hô mình như vậy chớ không phải chính mình tự xưng là cư sĩ. Tôi thấy có một số người dĩ nhiên không phải hàng xuất gia nhận mình là cư sĩ, rồi cho in lên tấm danh thiếp tên của mình với danh xưng cư sĩ. Nói chuyện với ai cũng tự xưng tôi là cư sĩ tên này, cư sĩ tên kia chẳng hạn. Như vậy là kém hiểu biết. Lối xưng hô phổ thông tại Trung Hoa là dùng hai chữ tiên sinh. Người khác có thể dùng hai chữ đó để xưng hô ta, chớ ta không thể tự xưng là tiên sinh được. Thí dụ tôi hỏi, ông là ai? Anh trả lời, tôi là Triệu tiên sinh, là Lý tiên sinh, hoặc Tiền tiên sinh, vân vân. Trả lời như vậy tức là chẳng biết tiếng Trung Hoa. Chữ tiên sinh thường dùng để xưng hô đối với những vị có học vấn hoặc lớn tuổi và có đức hạnh, hoặc những người lịch lãm. Chữ cư sĩ là dành cho những ai đủ 10 loại mỹ đức. Nếu quý vị chẳng được như vậy thì không xứng đáng với danh xưng này. Lại nói đến mấy chữ pháp sư nữa, phải để cho người khác gọi ta, chớ ta không thể tự xưng mình là pháp sư được. Bởi như vậy, có khác gì tự mình tán tụng mình, tự mình xưng mình là hoàng đế. Chứ hoàng đế cũng phải để người khác tụng hô, như tụng hô hoàng đế vạn tuế, tự mình không thể xưng hô như vậy. Dùng chữ cư sĩ để xưng hô là có ý cung kính người khác, chớ không phải cung kính chính mình. Anh đối với chính anh trong lòng cung kính, điều này nên lắm, nhưng không cần biểu lộ ra ngoài. Về văn hóa Trung Hoa, vấn đề học vấn là vô cùng tận, xem một ly đi một dặm. Trên đây chỉ là những điều thường thức, chẳng có gì là thâm sâu, chúng ta phải lưu ý. Thiền Long Bát Bộ, Trời Rồng và Tám Bộ Chúng, đạo tràng của chúng ta hiện nay đều có các vị Thiền Long che chở. Chắc mọi người còn nhớ thời gian mới dọn tới Kim Luân Thánh Tự và khi bắt đầu tu sửa. Ở lưng trời người ta thấy có Đức Bồ Tát Quán Âm hiện ra, Ngài đặt chân trên lưng con rùa và thị hiện ở không trung. Một chuyện khác là hồi đó có người cho tôi hay rằng ngay tại góc đường phía đông của khu này có một quán rượu. Trong quán có đủ thứ trò quỷ quái, nào ma túy, nào rượu, nào thoát y vũ. Đi vào đi ra toàn là hạng ăn chơi, trụy lạc. Đừng lúc chúng ta sửa soạn để khai quang cho đạo tràng thì quán rượu này bị cảnh sát ra lệnh đóng cửa. Khu này ngày trước uế tạp nay trở thành khang trang sạch sẽ. Đó chính là nhờ tám bộ thiền long ủng hộ cho đạo tràng nên mới có sự cảm ứng như vậy. Chỗ đạo tràng này nguyên là một giáo đường, nhà thờ cũ. Cư dân đến ở đa số là hỗn tạp, họ ăn ở thiếu sạch sẽ. Khi ăn khi uống tùy tiện xả rác, thành thử loài chuột kéo đến rất đông. Chúng ta đến đây để hoằng dương phải pháp nên bổn phận của bát bộ thiền long tất phải hộ trì đạo tràng. Từ đó họ phải đuổi hết các loài chuột đi nơi khác. Thực ra tôi chẳng có vấn đề gì với loài chuột, nhưng có chuột thì thiếu vệ sinh, khiến cho những ai đến đây đều có cảm tưởng chỗ này là dơ bẩn. Bởi vậy chúng ta phải cầu sự giúp đỡ của thiền long bát bộ, xin các vị ấy hãy làm nhiệm vụ ủng hộ đạo tràng bằng cách xua đuổi chuột cùng các thành phần bất hảo ra khỏi nơi này. Bát bộ là chỉ trời rồng dạ xoa, càn thát bà, Atula, khẩn na la, ma hầu la già, ca lô la. Các vị này đều hộ trì đạo tràng. Hôm nay nhân dịp tôi giảng tới chỗ này mà nhắc tới các vị thiên long, vậy xin các vị hãy làm nhiệm vụ của mình, nhất định sẽ ra tay hộ trì cho đạo tràng của Phật. Các chư thiên ở trên trời trong quá khứ đã từng phát nguyện ủng hộ đạo tràng của Phật. Long là rồng thuộc loài linh vật, cũng là một chúng sanh. Tại sao lại làm thân rồng? Trong quá khứ họ đã tu đạo, nhưng tu theo kiểu thừa cấp giới hoãn, nghĩa là tu các thừa thì gấp gáp mà chỉ giới thì trễ nải. Chữ thừa ở đây là chỉ tiểu thừa, đại thừa. Họ nguyện tu các pháp đại thừa, nguyện tinh tấn dũng mãnh nhưng lại muốn đi đường tắt cho mau, muốn được thần thông. Do đó họ đi khắp nơi tìm Phật pháp, kiếm mật tông và chuyên tu theo tông này. Cách thức họ tu như thế nào? Họ không chú trọng giới luật, không giữ giới. Những người giữ giới phải luôn luôn theo đúng câu, việc ác thì tránh, việc lành thì làm. Trong khi đó họ ăn cắp đầu lâu của xác chết để luyện công niệm chú. Có khi họ ăn cắp bài vị tổ tiên của các nhà người ta rồi biến các vong linh đó làm quỷ để sai khiến. Chữ thừa cấp là nói về sự tinh tấn dũng mãnh của họ để luyện công, đặng có thể tiến mau như hỏa tiễn vậy. Giới hoãn là nói họ không coi trọng giới luật, mặc sức hành động, kể cả các giới như giết hại, ăn cắp, dâm dục, họ đều không tuân thủ. Vậy thì còn nói gì nữa, quý vị coi. Họ ăn cắp đầu lâu, ăn cắp bài vị tổ tiên nhà người ta,
lấy cả mấy cây trồng trên mộ phần để luyện phép, với tâm tham như vậy để tu pháp, do đó mới có câu thừa cấp giới hoãn. Vì thế mà phải đọa mang thân rồng, tuy có thần thông nhưng vẫn là loài súc sinh, tuy nhiên rồng cũng là loại linh vật có thể thu nhỏ, có thể hiện lớn, khi ẩn, khi hiện vô chừng. Có điều chúng rất sợ ánh sáng mặt trời, bởi một khi có ánh sáng chiếu tới, chúng cảm thấy khổ sở như bị lửa đốt thân, khiến chúng phải đổ mưa xuống, giống như người ta tắm gội vậy. Dạ xoa còn gọi là tiệp tật quỷ, nghĩa là con quỷ chạy nhanh. Có loại chạy trên không gọi là không hành, có loại chạy dưới đất gọi là địa hành, cũng có loại đi dưới nước gọi là thủy hành. Chúng chạy nhanh hơn xe hơi, hơn cả máy bay, có thể so với hỏa tiễn. Nhưng hỏa tiễn cũng không thể thần tốc bằng dạ xoa, chỉ cần một niệm là ngàn dặm vạn dặm cũng tới được. Dạ xoa cũng có nhiều chủng loại, kể cả ngàn vạn thứ khác nhau, giống như các loại chư thiên và rồng không thể kể hết được. Loài người chúng ta cũng có loài da trắng, da đen, da vàng chẳng hạn. Rồi trong số này lại phân chia thành quý vị ở Bắc, tôi ở Nam, người này ở Đông, kẻ kia ở Tây. Trong số rồng thì có rồng xanh, rồng vàng, rồng lửa, rồng trắng, rồng đen, vân vân. Mỗi loài chúng sanh đều chia thành nhiều hạng. Trên thế giới này có biết bao nhiêu loại chúng sanh, rồi mỗi loại lại phân thành ngàn vạn giống có hình tướng khác nhau, đa dạng vô cùng. Đó chính là điều kỳ diệu của thế gian. Không ai hiểu được sự bí mật của tạo hóa. Có người bảo rằng ngày nay người ta đã lên tới cung trăng, vậy chuyện gì con người cũng sẽ làm được cả, chẳng có gì là không biết được. Quý vị nên nhớ rằng dẫu từ địa cầu này quý vị có thể lên tới các tinh cầu khác, nhưng có biết đâu chỉ cần một trái bom nguyên tử hay bom khinh khí nổ tung, một trận động đất hay núi lửa bộc phát, dù đó là thiên tai hay do con người tác động, thì nguy cơ hủy diệt nhân loại vẫn có thể xảy ra được. Càng ngày bí mật của thế giới càng được khám phá, các vấn đề lần lượt được sáng tỏ. Nhưng khi sáng tỏ đến cực điểm thì màn hắc ám lại trở lại. Tôi nói một tỉ dụ, buổi ban mai chúng ta thức dậy, trời rạng sáng, rồi tới khi sáng đến cực điểm thì dần dần về chiều, trời tối, chúng ta đi ngủ và nhắm mắt đi vào giấc mơ với đầu óc mù mờ. Trong thế gian này, chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều đi theo cái vòng tuần hoàn này. Càn Thát Bà là loại biết âm nhạc, tấu nhạc hay vô cùng. Mỗi khi chúng cử nhạc thì tất cả chư thiên thượng giới đều chú ý lắng nghe, đến say mê túy lý như người uống rượu, không còn biết đến chuyện gì xung quanh. Tuy nhiên không dễ gì bảo chúng đánh nhạc cho chúng ta nghe. Chúng có một nhược điểm là ưa ngửi mùi hương. Ở đâu có mùi hương thì dầu xa xôi cả ngàn vạn dặm chúng cũng tới ngay được để thưởng thức hương thơm. Vua trời có một thứ hương chuyên dùng để chiêu dụ Càn Thát Bà. Có mùi hương thì Càn Thát Bà liền tới, rồi ở đấy nhảy múa ca hát tấu nhạc, nên Càn Thát Bà còn được gọi là khiếu hương thần, nghĩa là thần người hương. Ở trên đã nói qua về loài rồng, vậy trong loài rồng có 8 vị long vương vua rồng, loài Càn Thát Bà thì có 4 Càn Thát Bà vương. Atula là loài hay nổi giận, người nào hay tức giận đều ít nhiều có hạt giống Atula. Tại thiên giới, Atula được gọi là loài không có rượu, vô tửu, bởi chúng không có rượu để uống. Chúng còn được gọi là loại phi thiên, tức không phải là dân thuộc thiên giới. Tại chốn này chúng chỉ là kẻ cư ngụ bất hợp pháp. Tuy rằng Atula cũng được xếp vào hàng chúng sanh của một cõi lành thiện đạo trong 6 cõi của dục giới. Tại thiên giới chúng thường giao tranh với các thiên tướng thiên binh để lật đổ ngôi vua trời, đặng có thể trở thành thích đệ hoàn nhân, đế thích. Atula cũng có 4 loại, chúng có thiên phước mà không có thiên quyền, nghĩa là chúng ở trên thiên giới và được hưởng phước nơi đây, nhưng lại chẳng có quyền hành như chư thiên, đại loại như các cư dân sống bất hợp lệ ở nước Mỹ, được hưởng các tiện nghi của nước Mỹ, đó là phước báo của họ, nhưng họ không có quyền tham gia vào việc điều hành của quốc gia này. Calula là giống chim đại bàng cánh vàng, có thể biến thành lớn thành nhỏ khi ẩn khi hiện, cánh chim trải rộng ra có thể tới 330 do tuần. Mỗi do tuần dài chừng 40 dặm. Vậy 330 do tuần thì quý vị tưởng tượng nó xa tới đâu? Mỗi khi chim bằng vỗ cánh, nước biển bị quạt hết, thì cung điện loài rồng đâu còn nữa, rồng lớn rồng nhỏ đều bị nuốt hết. Quý vị bảo ghê gớm như vậy ư? Cũng chưa ghê gớm lắm đâu. Calula thần thông quảng đại nên loài rồng rất sợ Calula. May là chúng đã quy y Phật sống hòa bình, không còn tàn sát các giống khác. Calula cũng có 4 loại, muốn biết thêm chúng có những tên gì thì hãy xem trong phẩm tựa
của kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở đấy nói rất rõ ràng. Thần thông biến hóa của loại đại bàng cánh vàng này thật là không thể nghĩ bàn. Chúng vỗ cánh một cái thì nước biển bị tát cạn, vỗ cánh hai cái là núi bị bạt đi, lấp bằng đáy biển. Đó là thần thông giải núi lấp biển của Kalola. Khẩn Na La thì như thế nào? Chúng cũng biết âm nhạc, còn có tên gọi là nghi thần, bởi vì hình dáng giống người, ngoại trừ trên đầu có một cái sừng, chúng chơi âm nhạc rất giỏi. Ma Hầu La Già là một loại chăn lớn. Nói chung Thiên Long Tám Bộ đều xuất thân từ các hạng yêu ma quỷ quái, rồi về sau cải tà quy chánh, theo vẻ Phật trở thành một giới hộ pháp. Ngẫm lại người bạc ác mà biết hồi đầu đều biết làm các điều thiện, cho nên có câu nói bể khổ không bờ, quay đầu là bến. Phạm những tội thập ác ngũ nghịch nhưng biết sửa lỗi lầm thì vẫn có thể trở thành người tốt. Tám bộ quỷ thần này tự cảm thấy nhiều lỗi lầm trong quá khứ, bởi đã phá hoại Phật Pháp, làm tổn thương Phật giáo. Tới khi lương tâm nhận ra điều này, chúng đã phát nguyện làm hộ pháp. Nhân phi nhân đẳng. Nhân là chỉ những người phát tâm đến hộ trì Phật giáo, phi nhân tức là không phải loài người, chỉ các loài chúng sanh khác cũng phát tâm hộ trì Tam Bảo. Vô lượng đại chúng cung kính vi nhiễu nhi vì thuyết pháp, đồng không kể xiết, cả thảy đều cung kính vây quanh nghe Phật thuyết pháp. Lúc đó đại chúng trong pháp hội rất đông, không thể kể gồm bao nhiêu người, tất cả cung kính vây kín xung quanh Đức Bà Già Phạm và ngài thuyết pháp cho các chúng sanh trong pháp hội cũng như các chúng sanh trong đời vị lai. Bấy giờ con của Đấng Pháp Vương là ngài Mạn Thù Thất Lợi, nhờ oai thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, hở một vai áo, đầu gối bên hữu quỳ sát đất hướng về Bạc Già Phạm, cúi mình chắp tay bạch rằng: Thế Tôn xin ngài diễn thuyết cũng giống như thế, diễn những danh hiệu và những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thủ thắng của chư Phật cho những người nghe đều hết nghiệp chướng vì sự lợi lạc của các hữu tình khi tượng pháp truyền. Nhĩ thời Mạn Thù Thất Lợi Pháp Vương Tử thừa Phật uy thần, tòng tòa nhi khởi, thiên đà nhất kiên, hữu tất trước địa hướng Bạc Già Phạm, cùng khúc hợp trường bạch ngôn: Thế Tôn duy nguyện diễn thuyết, như thị tướng loại chư Phật danh hiệu, cập bổn đại nguyện thù thắng công đức, linh trừ văn giả nghiệp chướng tiêu trừ, vi dục lợi lạc tự pháp truyền thời, chư hữu tình cố. Ngài Mạn Thù Thất Lợi hay Văn Thù Sư Lợi còn được gọi là Pháp Vương Tử, nghĩa là con của Đấng Pháp Vương. Phật là Pháp Vương, các Bồ Tát là con của Pháp Vương, nhất là ngài Văn Thù Sư Lợi lại là một vị Bồ Tát đẳng giác sắp sửa thành Phật. Lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi nhờ oai thần của chư Phật mười phương từ chỗ ngồi đứng dậy để lộ một bên vai nào chính là bên vai phải. Để lộ bên vai phải là có ý nghĩa gì? Thứ nhất, theo phong tục của người Ấn, khi khí trời nóng nực, họ chật một bên vai áo để hơi nóng trong mình thoát ra. Thứ hai, hở vai bên phải là cách thức tỏ bày sự cung kính bằng cả thân và tâm. Một bên là tùy thuận thế tục, một bên là cầu pháp xuất thế, nên biểu thị sự cung kính. Chân nhưng không ly tục, tục chẳng ly chân, hai thứ chẳng chướng ngại nhau. Ngài quỳ xuống đầu gối sát đất hướng về Bạc Già Phạm, hướng tới Phật rồi cúi mình xuống chắp tay, biểu thị thân tâm đều cung kính, ba nghiệp thanh tịnh và thưa với Phật: Thế Tôn xin ngài diễn thuyết cũng giống như thế. Ý nói rằng chúng con tất cả chỉ có một nguyện ước là được nghe Phật nói cho biết những tướng như thế, những loại như thế. Tướng loại gì? Chính là danh hiệu của chư Phật và của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang cùng các bổn nguyện lớn của ngài. Bổn nguyện là chỉ các nguyện lớn trong đời quá khứ, trong thời gian ngài hành đạo Bồ Tát, công đức tích lũy như thế nào mà được thù thắng. Cho những người nghe đều hết nghiệp chướng, nghĩa là khiến cho những ai nghe đến nguyện lực công đức vô lượng đó đều có thể giải trừ nghiệp chướng mà được thanh tịnh, vì sự lợi lạc của các hữu tình khi tượng pháp truyền. Đây lại còn vì lợi ích của cả các loại hữu tình vào thời tượng pháp trong tương lai. Trong thời tượng pháp, mọi người chú trọng xây chùa mà không chú trọng việc tu tập. Chùa miếu chẳng qua là một nơi có tượng của Phật, còn người tu chân chính thì rất là ít. Nói chúng sanh hữu tình là nói loài có khí có huyết, còn như không có khí và huyết thì gọi là chúng sanh vô tình, tức là các loài thảo mộc. Bấy giờ Thế Tôn tán thán đồng tử Mạn Thù Thất Lợi rằng: hay lắm, ông Mạn Thù Thất Lợi. Ông lấy lòng đại bi khuyên mời ta nói về danh hiệu và công đức bổn nguyện của chư Phật để dẹp cho hết nghiệp chướng ràng buộc loài hữu tình, để cho lợi ích an lạc các loài hữu tình khi tượng pháp truyền. Các ông hãy nghe kỹ, tư duy cho khéo, nay ta sẽ nói cho các ông nghe.
Mạn Thủ Thất Lợi bạch rằng: "Xin vâng, xin Thế Tôn nói, chúng con rất thích nghe." Nhĩ thời Thế Tôn tán Mạn Thủ Thất Lợi đồng tử ngôn: "Thiện tài, thiện tài, Mạn Thủ Thất Lợi, nhữ dĩ đại bi khuyến thỉnh ngã thuyết chư Phật danh hiệu bổn nguyện công đức vi bạt nghiệp chướng sở triển hữu tình lợi ích an lạc tượng pháp truyền thời chư hữu tình cố nhữ kim đế thính cực thiện tư duy đương vi nhữ thuyết." Mạn Thù Thất Lợi ngôn: "Duy nhiên nguyện thuyết ngã đẳng nhạc văn." Bấy giờ Thế Tôn tán thán đồng tử Mạn Thù Thất Lợi rằng: "Lúc bấy giờ Phật khen đồng tử Văn Thù Sư Lợi gọi là đồng tử là vì ngài nhập đạo lúc còn là trẻ thơ, sau đó tu hành đạo Bồ Tát để rồi thành bậc thượng thủ trong hàng Bồ Tát. Phật khen như thế nào? Thiện tai, Mạn Thủ Thất Lợi. Đức Phật khen ngài rằng: hay lắm, ông thực là một vị Bồ Tát tốt. Vì lẽ gì mà Phật đưa ra những lời khen tặng như vậy? Bởi vì ông lấy lòng đại bi, khuyên mời ta nói về danh hiệu và công đức bổn nguyện của chư Phật. Phật nói, ông đã vận dụng một tâm lượng đại bi rộng lớn hướng tới hết thảy mọi chúng sanh, dầu họ có duyên hay không có duyên với Phật Pháp, và đã thỉnh ta nói về danh hiệu của chư Phật cùng những công đức bổn nguyện của các ngài, để dẹp cho hết nghiệp chướng ràng buộc là hữu tình, để cho lợi ích an lạc các loại hữu tình khi tượng pháp truyền, nghĩa là nhằm dẹp bỏ các nghiệp chướng đương trói buộc các loại hữu tình, những nghiệp chướng đã đưa họ vào ba đường ác, để họ vào bể khổ, vì sự lợi ích cứu độ các hữu tình trong thời tượng pháp, mang cho họ sự tự do an lạc hết phiền não. Các ông hãy nghe kỹ, tư duy cho khéo, nay ta sẽ nói cho các ông nghe. Ngài Văn Thủ Sư Lợi nói: "Xin vâng, chúng con ước mong Phật nói, chúng con rất thích nghe." Phật bảo ngài Mạn Thủ Thất Lợi: "Về phía đông kia cách đây nhiều Phật độ bằng 10 lần số các sông Căng Già, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức Phật có ấy danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, hiện thệ thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, bạc giả phạm." Ông Mạn Thủ Thất Lợi: "Khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn đương hành đạo Bồ Tát, ngài đã phát ra 12 nguyện lớn khiến cho hữu tình cầu gì cũng được." Phật cáo Mạn Thủ Thất Lợi: "Đông phương khứ thử quá thập căng già xa đẳng Phật độ, hữu thế giới danh tịnh Lưu Ly, Phật hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, bạc giả phạm." Mạn Thủ Thất Lợi: "Bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bổn hành Bồ Tát đạo thời, phát thập nhị đại nguyện, linh trừ hữu tình, sở cầu giai đắc." Đức Phật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: "Ở phía đông cách thế giới Ta Bà một số Phật độ bằng 10 lần số cát sông Căng Già, có một thế giới gọi là Tịnh Lưu Ly. Căng Già tức là Hằng Hà, Phật độ tức là Phật Quốc. Thế giới Tịnh Lưu Ly là ngụ ý một thế giới thanh tịnh trong suốt như lưu ly. Vị Phật ở nơi này có danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngoài ra giống như các đức Phật khác, ngài cũng có 10 danh hiệu kể ra là Như Lai ứng chánh đẳng giác, có nghĩa là chánh đẳng chánh giác, minh hạnh viên mãn, tức là sự tu hành và trí huệ của ngài đạt tới chỗ viên mãn, thiện thệ thế gian giải, trí huệ cao vời và hiểu biết hết mọi sự của thế gian, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, thầy của trời và người, Phật, bạc giả phạm hay Thế Tôn. Theo lời Phật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi thì trong thời gian chưa thành Phật, tức thời kỳ nhân địa đang tu đạo Bồ Tát, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã phát ra 12 lời nguyện lớn. Phàm người tu hành đều cần phải phát nguyện, phát những lời nguyện chân chánh, phát xuất từ trong tâm rồi theo đó mà thực hành. Đức Thế Tôn Dược Sư phát nguyện là để tất cả các loại hữu tình cầu gì cũng được. Ngày nay chúng ta tu hành tương đối dễ dàng hơn so với Đức Thích Ca, vì ngài đã phải trải qua ba kiếp lớn A Tăng Kỳ, nghĩa là một số vô lượng kiếp tu hành mới thành được quả Phật. Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng vậy. Còn như chúng ta hiện nay chỉ cần nương nhờ vào nguyện lực của các ngài và di sản của các ngài để lại cho chúng ta, ý nói đó là Phật Pháp chứa đựng trong ba tạng, 12 phần kinh. Liệu chúng ta có thể nhận di sản này để thừa hưởng chăng? Điều đó còn phải hỏi lại, xét xem chúng ta có phải là Phật tử chân chánh hay không? Giả tỷ công đức của chúng ta chưa đủ, chúng ta chưa thực tâm muốn thành Phật tử chân chánh, thì chẳng thể nào thừa hưởng được di sản của Phật. Loại Pháp bảo vô thượng này, nay Phật Lưu Ly Quang đã phát 12 điều nguyện lớn nên hết thảy mọi chúng sanh hữu tình có thể cầu
Thứ gì được thứ ấy, quý vị căn cứ vào câu kinh sở cầu giai đắc, cầu gì cũng được, thì sẽ thấy bất luận điều gì mà quý vị mong cầu, quý vị sẽ được toại lòng xứng ý, quý vị sẽ chóng thành Phật. Các vị Phật trong quá khứ đã từng phát nguyện như vậy, và nhờ vào nguyện lực đó, chúng ta dụng công ít mà thành tựu nhiều, chúng ta đạt quả vị cao mà công sức không nhiều lắm. Do đó gặp được pháp này, chúng ta phải hết sức tinh tấn, sanh tâm hoan hỷ lớn và đạt được niềm pháp hỷ sung mãn. Nguyện lớn thứ nhất, nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì tự thân ta sáng trưng, rực rỡ, chiếu soi tất cả vô lượng, vô số, vô biên thế giới, có đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ, tùy hình, trang nghiêm thân ta, khiến cho các loài hữu tình đều được như ta không khác. Đệ nhất đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thời, tự thân quang minh, xí nhiên chiếu diệu, vô lượng, vô số, vô biên thế giới, dĩ tam thập nhị đại trượng phu tướng, bát thập tùy hình, trang nghiêm kỳ thân, linh nhất thiết hữu tình, như ngã vô dị. Chư Phật và chư Bồ Tát trong quá khứ đã từng lập vô lượng vô biên nguyện lớn để lợi ích cho chúng sanh. Tới khi các ngài thành Phật thì các nguyện lực đó đều thành hiện thực, do đó hết thảy chúng sanh trong mười phương đều được thâu nhiếp. Nguyện lực có thể ví như cục đá nam châm, còn chúng sanh ví như chất sắt. Nguyện lực lớn thì sức hút mạnh, khiến cho bao nhiêu chúng sanh trong các mười phương, dòng nghiệp chướng nặng nề đến trường nào cũng đều bị nguyện lực thâu hút. Do nguyện ý của Ngài là muốn giúp đỡ các chúng sanh, nên giữa hai đẳng có nhân duyên đặc biệt với nhau. Bởi vậy tuy chúng sanh bị vô minh che lấp, nhưng linh trì và linh giác của họ có thể cảm nhận được nhân duyên này. Lúc xưa Dược Vương Bồ Tát đã từng tự thiêu để cúng dường Phật, hy sinh thân mình như vậy, còn chúng ta ngày nay đừng nói tự thiêu toàn thân, ngay đến thiêu một ngón tay cũng chưa dám thực hiện. Nguyện lớn thứ nhất, Dược sư Lưu Ly Quang có lời nguyện đầu tiên như thế nào? Nguyện đời sau này khi ta đắc đạo A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì... Ngài nói Ngài hy vọng rằng trong đời tương lai khi Ngài chứng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành quả vị Phật, lúc đó tự thân ta sáng trưng rực rỡ, chiếu soi tất cả vô lượng, vô số, vô biên thế giới. Thân Ngài sẽ sáng chói rực rỡ, chiếu soi tới tận vô lượng, vô số, vô biên thế giới, có đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ, tùy hình, trang nghiêm thân ta, có đủ cả 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm trên thân Ngài, khiến cho các loài hữu tình đều được như ta không khác, khiến cho hết thảy các loài hữu tình cũng được như ta không khác, tức là thân hình cũng đủ các tướng trang nghiêm như ta, và cũng sáng trưng, chiếu khắp vô lượng, vô số, vô biên thế giới. Nguyện lực của ta là như vậy đó. Ta không muốn chỉ riêng mình thành Phật, riêng mình sáng trưng, mà muốn rằng các chúng sanh được ta chiếu soi tới cũng sẽ có được thân thể giống như ta. Nhân vì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang đã có lời phát nguyện đó, cho nên ngày nay khi nghe tới công đức bản nguyện này, chúng ta thấy được cơ hội có thể có được một tấm thân sáng trưng như Ngài. Chúng ta không nên tự coi thường mình. Quý vị bảo rằng quý vị chẳng cần có thân thể sáng chói, sáng hay không sáng cũng chẳng có ích lợi gì. Vậy chớ thân hình không sáng thì có ích lợi hay sao? Nguyện lớn thứ hai, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, sạch không vết nhơ, sáng sủa rộng lớn, công đức cao vời, thân khéo an trú, lưới sáng trang nghiêm, sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng. Chúng sanh ở nơi tối tăm đều được sáng bừng, đâu cũng làm được mọi sự như ý. Đệ nhị đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, thân như lưu ly, nội ngoại minh triệt, tịnh vô hà uế, quang minh quảng đại, công đức nguy nguy, thân thiện an trú, diệm võng trang nghiêm, quá ư nhật nguyệt, u minh chúng sanh, tất mông khai hiểu, tùy ý sở thú, tác chư sự nghiệp. Nguyện lớn thứ hai, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly. Nguyện lớn thứ hai là khi ta thành Phật, thân ta sẽ giống như lưu ly, trong ngoài sáng suốt, nghĩa là trong suốt từ trong ra ngoài, sạch không vết nhơ, bên trong không có vết, không có chỗ nhơ, bên ngoài cũng vậy, hoàn toàn trong sạch, sáng sủa rộng lớn, không thể nói là sáng rực tới độ nào, chỉ biết là sáng sủa rộng lớn, công đức cao vời, công đức thì cao vời, thân khéo an trú, thân thể của ta an ổn, không một bệnh tật gì. Lưới sáng trang nghiêm bằng một thứ lưới sáng rực, sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng, sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng. Chúng sanh ở nơi tối tăm, các chúng sanh ở nơi tối tăm đều được sáng bừng, đều được sáng rực như vậy.
đâu cũng làm được, tùy ý muốn đến chỗ nào thì được chỗ ấy, mọi sự như ý, việc gì cũng thành tựu, mọi sự như ý nguyện. Chúng ta thấy quả là Phật hết sức thông cảm cho các chúng sanh, dầu một chi tiết nhỏ có thể lợi ích cho chúng sanh, Phật cũng không bỏ sót, không ai quan tâm và thân thiết với chúng ta bằng Phật. Nguyện lớn thứ ba, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề, ta dùng vô lượng vô biên phương tiện trí tuệ, khiến cho trừ hữu tình đều được mọi vật thọ dụng vô cùng, chẳng để chúng sanh có chỗ thiếu sót. Đệ tam đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, dĩ vô lượng vô biên trí huệ phương tiện, linh trừ hữu tình giai đắc vô tận sở thọ dục vận